Bài trích sách ngôn sứ Isaiah. Từ gốc tổ Giê-xê sẽ đâm ra một nhánh nhỏ, từ cội rễ ấy sẽ mọc lên một mầm non. Thần khí Đức Chúa sẽ ngự trên vị này, thần khí khôn ngoan và minh mẫn, thần khí mưu lược và dũng mãnh, thần khí hiểu biết và kính sợ Đức Chúa. Lòng kính sợ Đức Chúa làm cho người hứng thú. Người sẽ không xét xử theo dáng vẻ bên ngoài, cũng không phán quyết theo lời kẻ khác nói, nhưng xét xử công minh cho người thấp cổ bé miệng, và phán quyết vô tư bên kẻ nghèo trong xứ sở. Đó là lời Chúa. Trong Đức Kitô, từ cõi trời, người đã thi ân giáng
phúc, cho ta hưởng muôn vàn ơn phúc của Thánh Thần. Trong Đức Kitô, Người đã chọn ta trước cả khi tạo thành vũ trụ, để trước Thánh Nhan Người, ta trở nên tinh quyền thánh thiện. Nhờ tình thương của Người, theo ý muốn và lòng nhân ái của Người, Người đã tiền định cho ta làm nghĩa tử. Nhờ Đức Giêsu Kitô, để ta hằng ngợi khen ân sủng rạng ngời, ân sủng Người ban tặng cho ta trong Thánh Tử yêu dấu. Trong Thánh Tử, nhờ máu Thánh Tử đổ ra, chúng ta được cứu chuộc, được thứ tha tội lỗi, theo lượng ân sủng rất phong phú của Người. Ân sủng này Thiên Chúa đã rộng ban cho ta, cùng với tất cả sự khôn ngoan thông hiểu, Người cho ta được biết thiên ý nhiệm màu. Thiên ý này là kế hoạch yêu thương Người đã định từ trước trong Đức Kitô. Đó là lời Chúa. Khi ấy Đức Giêsu đến Nazareth, là nơi Người đã được dưỡng dục. Người vào hội đường như Người vẫn quen làm trong ngày Sa-bát và đứng lên đọc sách thánh. Họ trao cho Người cuốn sách ngôn sứ Isaiah. Người mở ra, gặp đoàn chép rằng: Thần khí Đức Chúa ngự trên tôi, vì Chúa đã sức dầu tấn phong tôi, để tôi loan báo tin mừng cho kẻ nghèo hèn. Người đã sai tôi đi công bố cho kẻ bị giam cầm biết họ được tha, cho người mù biết họ được sáng mắt, trả lại tự do cho người bị áp bức, công bố một năm hồng ân của Đức Chúa. Đức Giêsu cuộn sách lại, trả cho người giúp việc hồi đường rồi ngồi xuống. Trong hội đường, trong con mắt đều đổ dồn về phía Người. Người bắt đầu nói với họ: Hôm nay đã ứng nghiệm lời kinh thánh tai quý vị vừa nghe. Mọi người đều tán thành và thán phục những lời ân sủng từ miệng Người nói ra. Đó là lời Chúa. Trước hết, chúng ta hãy để cho lời Chúa
mà chúng ta vừa nghe. Ngài muốn nói với chúng ta điều gì ngay giờ phút này và tại nơi đây? Trước hết chúng ta đi từ bài đọc 1 trích sách tiên tri Isaiah. Đoạn sách tiên tri này được viết ra vào khoảng 700 năm trước khi Chúa Giêsu xuống thế làm người. Mặc dầu như vậy, nhưng tiên tri Isaiah đã được ơn của Chúa soi sáng, Chúa Thánh Thần hướng dẫn. Ngài đã loan báo trước về một cái đấng mà mãi 700 năm sau mới đến, đó là Đức Giêsu. Vì trong cái đoạn chúng ta vừa nghe, Ngài đã loan báo rằng đứng thiên sai, đứng Messia, Ngài sẽ được tràn đầy ơn của thần khí. Và Ngài đã diễn tả ơn của thần khí như là những cái bông hoa từ gốc Giê-xê đã mọc ra. Gốc Giê-xê có nghĩa là tổ phụ của vua David. Tổ phụ của vua David tên là Giê-xê. Mà đứng cứu thế thì được loan báo trước là bởi dòng họ David. Cho nên khi nói như vậy, tuy Isaiah chưa biết là mình nói về cái đứng như thế nào, nhưng mà đứng đó 700 năm sau, như bài của con thánh Luca vừa nói với chúng ta, khi Ngài vào trong hội đường thì người ta đưa cho Ngài cái cuộn kinh thánh và Ngài đọc đúng vào cái đoạn mà chúng ta nghe trong bài đọc 1. Thánh thần Chúa ngự trên tôi vì Ngài đã sức dầu cho tôi và sai tôi đi loan báo tin mừng cho người nghèo khó. Tin mừng đó là gì? Tin mừng đó là loan báo cho những người bị tù đầy biết rằng họ sẽ được giải thoát, loan báo cho những người bị áp bức biết rằng họ sẽ được người ta hàm oan trải oan, cho những người mù được thấy, cho những người què được đi. Khi chúng ta đọc tới cái đoạn đó thì chúng ta phải nhớ tới một cái đoạn khác. Lúc bây giờ ông Gioan Tẩy Giả đang ở trong tù và ông nghe người ta nói về cái ông Giêsu làm những điều rất là lạ lùng. Ông đã sai môn đệ của ông đến để hỏi: thưa thầy, thầy có phải là đứng mà đã loan báo sẽ đến bây giờ đến không? Thì Chúa Giêsu không có trả lời trực tiếp có phải hay là không phải, mà Ngài chỉ nói các ông phải về tường thuật lại với Gioan những gì mắt các ông trông thấy. Đó là kẻ điếc được nghe, kẻ mù được thấy, kẻ què được đi, kẻ phung hủi được sạch, người chết sống lại và người nghèo được loan báo tin mừng. Chúa Giêsu nói như vậy có nghĩa là gì? Có nghĩa là nói với Gioan: chính tôi là đứng đã được loan báo trước, vì tôi đã thực hiện những điều mà trong các sách tiên tri đã loan báo khi đứng Mêsia đấy. Cho nên một đàn thì Chúa Giêsu khẳng định mình là cái đứng đến để loan báo tin mừng cho người nghèo khó. Như vậy thì khi đọc xong cái đoạn đó rồi,
Chúa Giêsu xếp sách lại và Ngài công bố: hôm nay điều tai các nghe vừa nghe đã được thực hiện. Cái chữ quan trọng trong câu đó là chữ hôm nay. Vì đối với Thiên Chúa không có quá khứ, hiện tại và tương lai, luôn luôn là hôm nay. Cho nên lời Chúa nói tin mừng được loan báo cho người nghèo khó, kẻ điếc được nghe, người mù được thấy, kẻ què được đi, vân vân. Hôm nay được thực hiện có nghĩa là vào lúc 10:30 ngày Chúa Nhật ở tại nhà thờ đền Thánh Anton, lời của ta được thực hiện. Chữ hôm nay của Chúa Giêsu thật sự là của mọi lúc hết. Lúc nào chúng ta nghe, lúc đó là hôm nay, là lời Chúa được thực hiện. Vậy thưa anh chị em, chúng ta phải tin là Đức Kitô bất cứ lúc nào thì Ngài cũng giữ lời Ngài hứa: Thầy ở cùng các con mọi ngày cho đến tận thế. Mà Chúa Giêsu hiện diện luôn luôn là Ngài ban cho chúng ta Thánh Thần. Chúng ta biết rằng Thánh Thần là cái ơn trọng nhất mà Chúa Giêsu tử nạn và phục sinh ban cho chúng ta. Và ơn Thánh Thần đó ngày hôm nay được ban cho con cái của chúng ta ở đây. Chúng con thân mến, chúng con không thể hiểu được điều gì sắp xảy ra cho chúng con, dù chúng con có được học vài năm đi nữa, chúng con cũng biết được thêm một chút. Nhưng rồi trong cuộc đời của chúng con, dần dần chúng con sẽ cảm nghiệm rằng chính Chúa Thánh Thần luôn luôn hiện diện giúp cho chúng con, để cho chúng con biết điều gì tốt phải làm, biết điều gì xấu phải tránh, để cho chúng con có thể chấp nhận, can đảm sống dưới răng của Chúa mà không có sợ những người khác người ta phê bình, không có sợ những người khác người ta chỉ trích. Ơn đó chúng con nhận được qua việc đặt tay, sức dầu và lời nguyện của vị giám mục. Điều này không phải là giáo hội bày đặt ra, mà nó đã có từ thời của các tông đồ, và các tông đồ nhận lãnh từ chính Chúa Giêsu. Việc đặt tay để ban Chúa Thánh Thần thì đã được thực hiện trong giáo hội sơ khởi. Thậm chí có những người đã tin vào Chúa, đã rao giảng về Chúa, nhưng khi các tông đồ đến để hỏi rằng các ông đã nhận được Chúa Thánh Thần chưa, thì họ mới trả lời: ngay cả chuyện nói đến Chúa Thánh Thần chúng tôi còn chưa biết, thì làm sao mà nhận được. Và sau đó các tông đồ đã đặt tay trên những người đó và họ đã nhận lãnh Chúa Thánh Thần. Và để cho chúng ta cảm nghiệm được ơn Chúa Thánh Thần đến với chúng ta để làm cái gì, thì cùng với việc đặt tay đó, sức dầu, dầu đó là dầu gì? Chúng con biết dầu là để cho người ta được khỏe mạnh, dầu để có thể chữa các vết thương, nhưng dầu cũng là để đem lại để cho chúng ta cái hương thơm. Quý nói rằng những ai mà nhận được ơn Chúa Thánh Thần thì trở nên mạnh mẽ, và những người đó có cái đời sống gương mẫu. Nhưng để được như vậy, chúng ta cũng phải bắt chước Đức Mẹ, các thánh tông đồ. Sau khi Chúa Giêsu về trời,
thì Đức Mẹ và các thánh tông đồ nhớ lại lời Chúa Giêsu đã hứa là khi Ngài sống lại thì các ông khoan rời Jerusalem, hãy ở lại mà đợi đón nhận Chúa Thánh Thần. Và trong sách thánh nói rõ các tông đồ cùng với Đức Mẹ cầu nguyện để đón nhận Chúa Thánh Thần. Cho nên chúng con phải cầu nguyện học là tốt, nhưng phải cầu nguyện, phải thay đổi cái đời sống của mình và phải tin. Vì vậy cho nên thì trong cái nghi thức giúp cho chúng con ý thức cái điều đó, thì mười em đầu đi lên không phải là chỉ nhận dầu thánh là sức dầu, mà em đó phải nói con tên là gì đó, con xin nhận biết thêm chưa. Và đặc biệt giờ đây chúng con phải tuyên xưng đức tin, và chúng con phải cam kết từ bỏ con đường tội lỗi. Thật sự đó thưa anh chị em, khi chúng ta nhận lãnh bí tích rửa tội, chúng ta đã tràn đầy ơn Chúa Thánh Thần. Trong bí tích rửa tội chúng ta đã được sức dầu. Nhưng mà lúc bây giờ chúng ta còn nhỏ quá, chưa biết gì hết. Cha mẹ đưa chúng ta tới nhà thờ, người đỡ đầu thay cho chúng ta để mà tuyên xưng đức tin. Cho nên khi đến tuổi trưởng thành, bí tích thêm sức khẳng định lại là Chúa Thánh Thần mà chúng ta đã nhận lãnh, thì Ngài sẽ biến đổi cuộc đời của chúng ta. Cho nên các em và cộng đoàn cùng với các em tuyên xưng đức tin và cam kết từ nay sống theo lời Chúa. Có như vậy ơn Chúa Thánh Thần mới hữu ích cho chúng ta. Còn những em hôm nay rước lễ thì chúng con cũng biết chúng con được Chúa Giêsu chọn tâm hồn chúng con làm đền thờ. Đấy, dĩ nhiên Chúa luôn luôn hiện diện trong cuộc đời, nhưng mà Chúa muốn một cách cụ thể khi Ngài thiết lập bí tích thánh thể và Ngài thiết lập cái chức linh mục là để cho chúng ta cảm nghiệm được rằng quả thật như xưa kia Ngài ở giữa các tông đồ trong bàn tiệc ly, như xưa kia Ngài ở giữa các tông đồ sau khi phục sinh, thì giờ này cũng một Chúa Giêsu đó qua bí tích thánh thể đến ở trong tâm hồn của chúng con. Cho nên chúng con phải luôn luôn gìn giữ tâm hồn của mình cho sạch tội. Chúng con hãy gìn giữ miệng lưỡi của chúng con cho xứng đáng, vì đó là nơi mà chúng con đón nhận được ơn của Chúa. Những điều đó Chúa Thánh Thần sẽ giúp đỡ cho chúng con. Giờ đây là nghi thức ban bí tích thêm sức. Nghi thức ban bí tích thêm sức được bắt đầu bằng việc giới thiệu các em sẽ lãnh nhận bí tích thêm sức. Con xin kính mời cha xứ sẽ giới thiệu các em với Đức Hồng Y. Trọng kính Đức Hồng Y Phêrô, với tư cách là cha xứ, con xin giới thiệu lên Đức Hồng Y
49 em chịu phép thêm sức và 63 em xưng tội rước lễ lần đầu. Các em này đã được học giáo lý đầy đủ, đã được sát hạch và con xin chứng nhận là đủ điều kiện để được Đức Hồng Y ban bí tích thêm sức và rước lễ lần đầu. Chúng con xin cảm ơn Đức Hồng Y. Kính mời cộng đoàn đứng, chúng ta cùng hiệp ý với các em để lặp lại lời tuyên xưng đức tin mà chúng ta đã lãnh nhận khi bí tích rửa tội. Chúng con thân mến, chúng con có từ bỏ ma quỷ mọi việc và mọi quyến rũ của ma quỷ không? Các con có tin Thiên Chúa là Cha toàn năng, đấng tạo thành trời đất không? Các con có tin Đức Giêsu Kitô con một Thiên Chúa, Chúa chúng ta, sinh bởi Đức Trinh Nữ Maria, đã chịu khổ hình và mai táng, đã sống lại từ quẻ chết và đang ngự bên hữu Đức Chúa Cha không? Các con có tin Đức Chúa Thánh Thần là Thiên Chúa, đứng ban sự sống, đứng mà hôm nay nhờ ý tích thêm sức, các con sẽ lãnh nhận một cách đặc biệt như các thánh tông đồ xưa trong ngày người hiện xuống không? Các con có tin Hội Thánh Công Giáo, tin các thánh thông công, tin phép tha tội, tin xác sống lại và tin sự sống vĩnh cửu không? Đó là đức tin của chúng ta, đó là đức tin của Hội Thánh. Chúng ta hãnh diện tuyên xưng đức tin đó trong Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta. Amen. Giờ đây Đức Hồng Y sẽ đặt tay trên các em lãnh nhận bí tích thêm sức và cầu khẩn Thiên Chúa. Dấu chỉ đó thể hiện việc chuyển ban tràn đầy ơn Chúa Thánh Thần trên các em lãnh nhận, giúp các em gắn bó hơn với Chúa Kitô và Hội Thánh của Người. Anh chị em, như bậc làm cha mẹ, các người đỡ đầu và cộng đoàn giáo xứ, chúng ta hãy cầu xin Thiên Chúa Cha toàn năng đói thơ ban tràn đầy Chúa Thánh Thần xuống trên những dưỡng tử của Chúa đây, là những em đã được tái sinh vào sự sống vĩnh cửu trong bí tích thánh tẩy, để Chúa Thánh Thần dùng ân huệ dồi dào của Người làm cho các em nên vững mạnh và sức giàu, làm cho các em nên giống Chúa Kitô con Thiên Chúa. Chúng ta hãy xin lòng cầu nguyện. Lạy Thiên Chúa toàn năng, là Cha Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con, Chúa đã tái sinh các tôi tớ Chúa đây bởi nước và Thánh Thần khi giải thoát các em khỏi tội lỗi, thì lạy Chúa, xin ban Chúa Thánh đừng an ngồi đến trong những em này. Xin ban cho những em này thần trí khôn ngoan và thông hiểu, thần trí lo liệu và sương mạnh, thần trí suy biết và đau đớn. Xin ban cho những em này ơn kính sợ Chúa, nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen. Mời cha mẹ đỡ đầu và các em tiến ra giữa nhà thờ. Những người đỡ đầu sẽ dẫn con cái mình đến trước mặt Đức Hồng Y, đặt tay phải của mình lên vai người con để giới thiệu và là dấu chỉ cho lời cam kết
sẽ cùng cộng tác với các bậc có trách nhiệm trong việc giáo dục đời sống đức tin của các em và giúp các em sống chứng nhân đích thực cho Chúa giữa cuộc đời. Cùng với cử chỉ đặt tay, việc sức dầu thánh hoàn tất bí tích thêm sức, Ngài sẽ gọi đích danh tên thánh và người lãnh nhận sức dầu trên người ấy. Xin mời cộng đoàn ngồi. Thưa cha, con là Anna Vũ Thị Trà My, xin cha ban bí tích thêm sức cho con. Anna Vũ Thị Trà My, con hãy nhận lãnh ân tín được Chúa Thánh Thần. Amen. Bình an của Chúa ở cùng con. Và ở cùng cha. Thưa cha, con tên là Maria Cao Trị Cẩm Nghi, xin cha ban bí tích thêm sức cho con. Maria Cẩm Nghi, con hãy nhận lãnh ân tín nhân Chúa Thánh Thần. Amen. Bình an của Chúa ở cùng con. Và ở cùng cha. Thưa cha, con là Anna Cao Thị Yến Nhi, xin cha ban bí tích thêm sức cho con. Anna, con hãy nhận là ân tín nhân Chúa Thánh Thần. Amen. Bình an của Chúa ở cùng con. Và cùng cha. Thưa cha, con là Maria Đào Thị Thu Huyên, xin cha ban bí tích thêm sức cho con. Và cha. Thưa cha, con là Anna Trần Thị Tâm Anh, xin cha ban bí tích thêm sức cho con. Anna Trần Thị Tâm Anh, con hãy nhận lãnh ân tín nhân Chúa Thánh Thần. Amen. Bình an của Chúa ở cùng con. Và ở cùng cha.
Thưa cha, con là Maria Lê Thị Nhàn, xin cha ban bí tích thêm sức cho con. Maria Lê Thị Nhàn, con hãy nhận lời năng tin nương Chúa Thánh Thần. Amen. Bình an của Chúa cùng con. Và cùng cha. Con chưa
tránh xa tội lỗi mỗi ngày. Xin cho con được ơn thông minh để tâm biết Chúa chính là con đường chân lý. Xin cho con được ơn đạo đức để mỗi ngày biết tin cậy mến Chúa luôn. Xin cho con được ơn kính sợ Thiên Chúa và biết kính mến Chúa trên hết mọi sự. Xin cho con trở nên sư phạm Đức Chúa Trời, vì Chúa là Thiên Chúa giàu lòng xót thương. Xin cho con được ơn khôn ngoan để con biết sống kết hiệp trong tình yêu Chúa. Xin cho con được ơn hiểu biết giữ điều Chúa dặn dạy con mỗi ngày. Xin cho con được ơn lo tâm trí thấu hiểu được đâu là ý Chúa. Xin cho con được ơn mà hành sự biết can trường tránh xa tội lỗi mỗi ngày. Xin cho con được ơn thông minh để tâm trí Chúa chính là con đường chân lý. Xin cho con được ơn đạo đức để mỗi ngày biết tin cậy mến Chúa.
Bàn bí tích thêm sức đã kết thúc. Giờ đây xin kính mời cộng đoàn đứng để chúng ta cùng dâng lời cầu nguyện. Trong đức tin, nồng nàn trong đức mến
và kiên trì làm chứng cho Chúa Kitô bằng chính cuộc sống của mình. Chúng con cầu xin Chúa. Xin Chúa nhận lời chúng con. Chúa Thánh Thần là thầy dạy mỗi chúng ta biết cách cầu nguyện thế nào cho đẹp lòng Thiên Chúa. Chúng ta hiệp lời cầu xin Chúa cho mỗi người trong cộng đoàn giáo xứ chúng ta luôn biết phó thác theo sự hướng dẫn của Chúa Thánh Thần để được người thanh nhuận uốn nắn, hầu trở thành lợi khí xây dựng nước trời giữa lòng thế giới hôm nay. Chúng con cầu xin Chúa. Xin Chúa nhận lời chúng con. Lạy Chúa, Chúa đã thương ban Thánh Thần cho chúng con, cách đặc biệt trên những người lãnh nhận bí tích thêm sức hôm nay. Xin cho chúng con biết cộng tác với Ngài để không ngừng cánh tâm đời sống tích cực xây dựng và mở rộng nước Chúa nơi trọng thể hôm nay. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen.
Chính trong ngày khai sinh hội thánh, Chúa Thánh Thần đã làm cho hết thầy chư tăng nhận biết Thiên Chúa và liên kết mọi ngôn ngữ khác biết lại để họ chiêm sân cùng một đức tin. Vì thế toàn thể nhân loại trên khắp địa cầu lòng tràn ngập niềm vui ngày Chúa sống lại đều mừng rỡ hân hoan. Đồng thời cả triều thần thiên quốc hát bài ca cho tôn cha vinh hiển và không ngừng tung hô rằng: Hai 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 Chúa đã đến, Chúa đã đạo về, trời đất đầy vinh quang Chúa, hoan hô Chúa trên các tầng trời, hoan hô Chúa trên các tầng trời. Chúng cùng đấng ngự đến nhân danh Chúa, hoan hô Chúa trên các tầng trời, hoan hô Chúa. Đức Tổng Giám mục Giuse Giám quản Tông tòa Giáo phận chúng con
và toàn thể hàng giáo sĩ. Xin Chúa cũng nhớ đến anh chị em chúng con đang an nghỉ trong niềm hy vọng sống lại, và mọi người, đặc biệt các bậc tổ tiên, ông bà, cha mẹ và thân bằng quyến thuộc chúng con đã ly trần trong tình thương của Chúa. Xin cho hết thảy được vào hưởng ánh sáng tôn nhan Chúa. Chúng con lại xin Chúa thương xót tất cả chúng con, cho chúng con một đồng hưởng sự sống đời đời cùng với Đức Trinh Nữ Maria, Mẹ Thiên Chúa, Thánh Phu-xe và trăm năm Đức Trinh Nữ, các thánh tông đồ và toàn thể các thánh đã sống đẹp lòng Chúa qua mọi thời đại. Và cùng với các ngài, chúng con được ca ngợi và tôn vinh Chúa, nhờ Đức Giê-xu Ki-tô con Chúa. Chuyên nhờ người, với người và trong người mà mọi danh dự và vinh quang đều quy về Chúa, là Cha toàn năng, trong sự hợp nhất của Chúa Thánh Thần đến muôn đời. Amen. Vâng lời Chúa. Yeah.
cho nên Ngài đã thiết lập bí tích thánh thể để đến ở trong lòng của chúng con. Đây chiên chiên Chúa, đây đấng xóa tội trần gian, phúc cho ai được mời đến dự tiệc chiên chiên Chúa. Lạy Chúa, con chẳng đáng Chúa ngự vào nhà con, nhưng xin Chúa phán một lời thì linh hồn con sẽ lành mạnh. Thank you.
Chúa bao phủ đời con, nguồn sông mới tuôn tràn thế gian. Và trời đất con mối duyên tình, muôn lòng mong trái tươi xinh. Lửa thanh linh dạt dào biển lộng, lửa thanh linh xua tan lạnh đông, để rơi ở tim mới rực hơn, để ủi an những ai lạnh lùng. Cha và cộng đoàn an toàn. Giờ đây con xin được giới thiệu một em đại diện cho các em thêm sức và rước lễ hôm nay có lời tri ân tới Đức Hồng Y quý cha và cộng đoàn. Xin mời các em đứng. Trọng kính Đức Hồng Y Phêrô, kính thưa cha quản hạt, quý cha đồng tế, quý thầy, quý dì, quý ông bà Trương, quý chức ban hành giáo tân cựu, bố mẹ cùng toàn thể cộng đoàn. Con xin thay lời cho các bạn lãnh nhận bí tích mình Thánh Chúa và bí tích thêm sức trong ngày hôm nay để nói lên tâm tình tạ ơn Thiên Chúa vì những ơn lành Người ban cho chúng con
trong ngày trọng đại này. Trước tiên, chúng con xin chân thành tri ân Đức Hồng Y Phêrô. Với tấm lòng yêu thương, Đức Hồng Y đã dành thời gian quý báu đến thăm và dâng thánh lễ ban bí tích thêm sức cho chúng con. Sự hiện diện của Đức Hồng Y là nhịp cầu để chúng con có thể cảm nhận tình yêu của Thiên Chúa qua việc đón nhận chính mình máu Thánh Chúa Giê-xu làm thần lương nuôi dưỡng linh hồn chúng con, qua việc chúng con được gia tăng nguồn sức mạnh thiêng liêng. Nhờ ơn Chúa Thánh Thần, chúng con hết lòng tri ân Đức Hồng Y. Chúng con cũng xin cảm ơn cha quản hạt, quý cha đồng tế, dù bận rộn với bao công việc mục vụ, nhưng vì yêu thương, quý cha đã dành thời gian quý báu đến hiệp dâng thánh lễ, cầu nguyện cho chúng con. Chúng con xin chân thành cảm ơn. Chúng con xin hết lòng tri ân cha xứ Isidoro. Với tình thương của người mục tử, cha đã luôn quan tâm, nhắc nhở, đồng hành, chỉ dạy và cầu nguyện cho chúng con, để chúng con biết chuyên tâm học hỏi giáo lý, sốt sắng tham dự phục vụ và sống mỗi ngày một đạo đức hơn. Chúng con cũng xin cảm ơn quý thầy, quý dì, quý ông bà trương, quý chức ban hành giáo, bố mẹ, cha mẹ đỡ đầu, quý chị huynh trưởng cùng cộng đoàn. Vì tình thương và những ưu tư đầy lòng mến, mọi người đã hy sinh thời gian và công sức để dạy dỗ, nâng đỡ và hướng dẫn chúng con bằng nhiều cách. Hôm nay còn hiện diện để cùng hiệp dâng thánh lễ cầu nguyện cho chúng con. Chúng con xin ghi khắc công ơn này. Chúng con xin chân thành cảm ơn hai ca đoàn Nữ Vương và Thánh Gia, ban kim nhạc, ban khánh tiết, ban âm thanh ánh sáng, các hội đoàn và mọi người đã góp phần làm nên thánh lễ hôm nay thêm phần trang trọng và sốt sáng. Chúng con xin hết lòng tri ân. Giờ đây, để bày tỏ lòng tri ân và hiếu thảo, chúng con kính dâng lên Đức Hồng Y lẵng hoa tươi thắm, xin Đức Hồng Y thương nhận. Xin hết lòng cảm ơn Đức Hồng Y, quý cha và cộng đoàn. Cùng với cha quản hạt, các cha đồng tế, tôi xin chân thành cảm ơn những tâm tình của em đại diện của các em thêm sức và sức lễ vừa biểu lộ. Chúng ta phải trân trọng những tâm tình này, vì chắc chắn trong giờ phút này các em rất là xúc động, rất là chân thành. Đối với chúng con, trước hết các em rước lễ lần đầu, nhớ miệng lưỡi mình, tâm hồn mình, giờ đây là đền thờ của Chúa, cho nên phải gìn giữ trong sạch cho xứng đáng. Ngày thánh lễ thì phải chuẩn bị cho sốt sắng để mà rước lễ.
và để có thể rước lễ sâu sắc thì hãy cố gắng ít nhất một tháng đi xin tội một lần, để cho tâm hồn của mình luôn luôn được Chúa chúc phúc. Cần các em thêm sức. Trước hết thì chúng con đừng tưởng rằng được thêm sức là xong. Cũng có những em và có khi có cha mẹ của các em chỉ mong sao con mình được thêm sức rồi thì thôi. Được thêm sức là mới bước đầu, được thêm sức là mới bắt đầu sống trong ơn của Chúa Thánh Thần. Và đến lúc Chúa Thánh Thần tác động thì mình lại thô dơ với Chúa Thánh Thần thì không được. Cho nên những em chịu hết thêm sức càng phải cố gắng học giáo lý, tham dự thánh lễ và phải tin rằng từ nay có Chúa Thánh Thần ở trong chúng con xoay sáng và hướng dẫn, chắc chắn là chúng con sẽ sống đạo đức thánh thiện hơn. Chúng ta vừa chấm dứt một tháng và là tháng 10 truyền giáo ngoại lệ, và trong phần kết thúc người ta hỏi Đức Giáo Hoàng, vậy Đức Giáo Hoàng rút ra được những cái kết luận nào? Thì nhiều điều, có những điều chúng ta cũng phải suy nghĩ. Một trong những điều suy nghĩ là Ngài bảo chúng ta đừng tìm cách để dụ dỗ người ta vào trong đạo. Đó là một cái thái độ không có hay. Nhưng mà hãy có cái hương thơm để cho người ta ngửi cái mùi thơm đạo đức và người ta tìm đến với Chúa. Vậy thì cái hương thơm đó ngày hôm nay chúng ta không có thời giờ để mà quảng diễn, đó là Chúa Thánh Thần. Mà Chúa Thánh Thần để nói rằng là hương thơm thì đã diễn tả qua cái dầu thánh, dầu ô liu, dầu được làm phép ngày thứ năm tuần thánh để sức. Và chúng ta từ đó một cách cụ thể là có cái mùi hương thơm và người ta đến với mình. Nhưng mà ở trong giáo hội và qua lời của Chúa Giêsu, cái hương thơm để cho người ta đến với Chúa rõ ràng nhất là cái sự hiệp nhất, sự đoàn kết. Qua sự hiệp nhất đoàn kết yêu thương nhau thì người ta nhận biết rằng Đức Giêsu Kitô mới thật sự là Chúa và là Thầy của chúng ta. Vì cái kết quả là Ngài làm cho chúng ta yêu thương nhau, Ngài làm cho chúng ta được hiệp nhất với nhau. Giáo xứ chúng ta cũng mới tách ra khỏi giáo xứ mẹ kẻ sạch không lâu, nhưng mà tôi thấy rất là sầm uất và sinh hoạt rất là tốt, đặc biệt là có rất nhiều hội đoàn đến không xuể. Đó là một cái dấu hiệu để cho thấy là giáo xứ đã trưởng thành, nhưng cũng là một cái thử thách. Vì càng nhiều hội đoàn, càng nhiều sinh hoạt thì lại càng dễ có những cái chia rẽ. Cầu mong xin Chúa Thánh Thần mẹ ban ơn cho anh chị em, rồi chúng ta cũng cần phải làm gương cho các em thêm sức rút lại. Và đặc biệt chúng ta làm gương tốt để cho những người anh chị em ở quanh chúng ta. Chúng ta không cần Đức Giáo Hoàng là đừng có chiêu dụ, đừng có dụ dỗ, mà cứ để tự nhiên cái sự thánh thiện đạo đức nó sẽ lôi cuốn. Và cái điều đó là điều chắc chắn. Cầu chúc cho giáo xứ của chúng ta trong cái ngày lễ thật là sốt sắng, thật là long trọng. Ơn Chúa tiếp tục hiện diện và ở mãi với anh chị em. Xin cảm ơn. Xin mời cộng đoàn đứng để lãnh nhận phép lành. Đã cho anh chị em được ta.
thần và những anh chị em làm nghĩa tư, xin người ban phước lành cho anh chị em và gìn giữ anh chị em luôn xứng đáng với tình thương của người. Amen. Đức Giêsu Kitô con một của Thiên Chúa đã hứa cử thánh thần chân lý đến ở cùng giáo hội, xin người ban phước lành cho anh chị em và cho anh chị em sức mạnh của thánh thần để can đảm và kiên trì tuyên xưng đức tin. Amen. Chúa thánh thần là đấng bảo trợ đã đốt lửa yêu mến trong lòng các tông đồ, xin người liên kết anh chị em nên một và dẫn đưa tới hướng niềm hoan lạc của nước Thiên Chúa mà không bị vấp ngã trên đường. Toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần ban phước lành cho anh chị em. Amen. Lễ xong chúc anh chị em đi bình an. Maria, xin nhận lấy thánh hoa
xa quê hương.